Chị có thể cho mọi người một chút lý do gì mà chị lại biết đến Forever và chị đã sử dụng sản phẩm của mình và chị đã cảm thấy tuyệt vời như thế nào để trong công việc của chị có thể phát triển hơn? Một tràng pháo tay thật lớn dành cho chị đi ạ. Tên đầy đủ của cháu là Nguyễn, hôm nay 35 tuổi. Thì công việc của cháu là một dược sĩ, một quầy thuốc nho nhỏ. Thì và khi biết đến cái sản phẩm Forever này thì qua quản lý Hiên ạ. Đấy thì quản lý Hiên chia sẻ các sản phẩm Forever cho gia đình nhà cháu. Đấy thì thực sự là một dược sĩ thì cháu cũng rất là quan tâm đến sức khỏe gia đình. Đấy, bản thân là một dược sĩ thật nhưng mà không bao giờ dùng các sản phẩm thực phẩm chức năng trong quầy thuốc đâu ạ, mà chỉ thích các sản phẩm thực phẩm chức năng của Mỹ. Đấy, từ trước đến giờ là chỉ dùng các sản phẩm thực phẩm chức năng của Mỹ thôi ạ. Thì dùng khi bạn Hiên chia sẻ, quản lý Hiên chia sẻ thì với cái giá là khách lẻ, và bạn chia sẻ luôn là với cái giá là mình làm một cái thẻ để tiêu dùng, thì cháu nhận thấy rằng là dùng như thế thì giá nó chênh lệch rất là nhiều, thì ký ngay một cái thẻ với quản lý Hiên và được dùng các sản phẩm giá gốc của công ty. Sau đó dùng sản phẩm thấy thích, thấy chất lượng thì mình cứ đi lan tỏa với mọi người thôi ạ. Ví dụ như ai vào quầy thuốc chẳng hạn thì cứ chia sẻ sản phẩm, gặp ai có chia sẻ sản phẩm. Đấy, chỉ đơn giản là như vậy thôi ạ. Rồi thì ai mà dùng sản phẩm thì cũng hướng người ta tới những cái giá gốc của công ty. Đấy, ai mà người ta thích được dùng giá gốc của công ty thì mình cũng chia sẻ là để cho người ta ký một cái thẻ và được dùng giá gốc của công ty. Và khi đó thì mà người ta đam mê kinh doanh ấy, thì cũng hướng tới người ta để cho người ta có thêm thu nhập từ giá lẻ, và cũng được dùng rất là nhiều sản phẩm giá gốc của công ty. Thế thì gia đình nhà Hải thì đã dùng sản phẩm, nói chung là cũng rất là nhiều các cái sản phẩm như là tiên kít cho con. Thì em bé năm nay là một em bé là dù được dùng từ lúc 5 tháng rưỡi tuổi là đã cho em ăn mỗi ngày một viên kít, trộm vía là rất là khỏe mạnh. Đấy, mà trước kia hai anh chị lớn của nó thì dường như là tháng nào phải đi bác sĩ, bởi vì lúc đấy chưa biết đến sản phẩm Forever. Thế thì khi sinh em bé này thì mẹ đã dùng từ trong trứng luôn. Đấy, thế trộm vía thì sinh em bé ra rất là dễ nuôi luôn. Và không bao giờ ốm, mà cũng chưa bao giờ biết đến cổng bệnh viện là cái gì. Mặc dù là các mẹ khác cứ khoe là con là dùng sách tay sách chân, các hàng của Nhật nhấp rất là nhiều, thế nhưng mà luôn luôn là phải đi viện. Thế nhưng con nhà Hải thì chưa phải đến bệnh viện bao giờ. Đấy, rất là thích là cái điều đấy. Thế thì ra ngoài thì vẫn tiếp tục dùng thêm một số sản phẩm C, thì ngày nào mẹ cũng bổ sung cho em một viên và một viên kít. Thế nhưng mà hôm nào mà hơi sụt xịt một chút thì mẹ sẽ tăng cường liều C lên là 2 viên C với cái nước nha đam nữa. Đấy, thì cho em uống. Nói chung là rồi gia đình bản thân thì thực sự là Hải thì không bao giờ có bệnh gì, cho nên mình chỉ dùng để chăm sóc sức khỏe chủ động thôi. Các con cũng vậy, chồng thì là trong cái lĩnh vực hát chầu văn ấy, thì thực sự là trước kia chưa biết đến sản phẩm này thì tháng nào dường như là cũng phải đến một cái bác sĩ gọi là bác sĩ chuyên khoa của gia đình luôn, là các bác sĩ ở Đình Bảng, Từ Sơn ấy, bác sĩ Thịnh. Đấy, rất là nhiều kháng sinh luôn. Lúc đấy là Hải chưa mặc quầy thuốc. Đấy, thì lúc nào cũng phải đến bác sĩ đấy, bởi vì là hát nhiều thì nó hay bị về các vấn đề về họng. Đấy, thì rất là sốt ruột cho chồng, bởi vì là dùng rất nhiều kháng sinh, nhìn thấy những cái bốc thuốc như vậy rất là sốt ruột luôn. Thế thì sau khi là dược sĩ thì biết là những cái thuốc kháng sinh đấy nó thực sự là nó không tốt cho sức khỏe như thế nào đấy. Thế là bắt đầu dùng các cái sản phẩm như này, C, các thứ rồi nhiều thứ khác lắm. Đấy, thế là thấy chồng cải thiện lên, là béo trắng tốt khỏe. Đấy, thế là thực sự là rất là đam mê vào sản phẩm. Xong thì cái niềm đam mê đó nó cứ lan tỏa. Thì gặp ai cũng cứ chia sẻ. Đấy, chỉ cần cho người ta biết là mình là đang phân phối cái dòng sản phẩm của Forever này thôi. Có thể lúc này người ta chưa tiếp nhận, nhưng mà có thể một lúc nào đó người ta cần về sức khỏe thì người ta sẽ biết đến mình.
chỉ là đơn giản như vậy thôi ạ. Thế thì thì thực sự là Hiên chia sẻ, quản lý Hiên chia sẻ rất là lâu rồi, nhưng mà Hải chưa bắt tay vào làm, nhưng mà mới bắt tay vào làm khoảng độ 2 tháng nay thôi ạ. 2 tháng ạ. Đấy thì là làm mạnh mẽ. Đấy thì làm mạnh mẽ và cũng tuyển F1 ạ. Đấy thì trước kia thì cũng chỉ là một người dùng sản phẩm các thứ thôi, cũng là người bình thường thôi ạ. Thế thì rất mong là tất cả mọi người ở trong khán phòng này thì sản phẩm thì thực sự là tốt rồi, công ty thì thực sự là chính sách quá tuyệt vời. Thì chỉ cần mọi người là quyết tâm thôi ạ. Chứ còn không phải lo lắng gì về chính sách của công ty cũng như là cái sản phẩm nữa. Sản phẩm thì của mình quá tuyệt vời, mà cái sản phẩm này là xu thế. Xu thế thì không thể nào là ai bỏ được, bởi vì là Việt Nam bây giờ nó rất là ô nhiễm, rất là nhiều bệnh tật. Đấy, mà con người bây giờ nó thực sự là rất là chăm sóc sức khỏe. Mà nhất là chăm sóc sức khỏe chủ động thì ai cũng phải chăm sóc. Chỉ là mình có truyền đạt, truyền lửa cho người ta biết là mình đã...